sinh pi nọng sai ngòi. Pi nọng lương điếp, le băng cần dân tỷ vuông hết kinh, kỳ pi sở nảy, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, chăn lồng lim băng tròi, le pi nọng đâm chai quân trượng, hết cái thỉnh co khai bền chèn. Luôn mắt cam canh của sườn bạc Đinh Văn Kim, bản Tầm Rịp, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, đã lúc. Pi song xin liếp hốc, tứ chèn băng tròi hết kinh của chương trình chướng chắp khai bản mớ, xã băng tròi ao co mắt cam canh mà hết. Hăn thỉnh bác nể hạp sáu tôm tỳ tèo khai bần chèn, bà Kim đã ao lam bác hà liếp co mà chai lồng luôn của cha sườn. Pi nể mắc bần khai, luôn con pi nể luôn mắc cam sẽ khai đại quảng lam liếp triệu mân. Vừa nhà nước mì chương trình băng tròi thuyền lầu cũng ao mà chay, lăng kỳ pi chay nảy thuôn mắc cam cũng đã đẩy củ mắc ao bê khai. Lầu cũng ái thưởng khai quảng tỳ chay, thêm mì thêm ngân chèn, hứ cha thuyền. Đại chác sàng sườn bạc kim khẩu pi long xin liếp hốc rú xả Khánh Xuân nhà mì báo hủ lai sườn, đẩy băng tròi chèn ao có mắc cam canh và mắc bục mà chay, tứ sam bác triệu chèn băng tròi hát kinh của chương trình chướng chắp kha bản mới. Thường này hà hecta con kinh mát đầy băng tròi rú xả, xay xoài ăn và đà bẩn mát đầy pi long pi giá. Sàng việc băng tròi cẩn dân che co kinh mát, ký pi đã quá, xã Khánh Xuân nhàng băng tròi pi nọng, hết ký thỉnh co tiền vằn cũng chăn đây. Xã khai ký lớp son kỹ thuật hư cẩn dân, bây ngòi ký cha thuyền hết đây xe son hết kèo. Sau 3 năm được thu nhập và có cái thu nhập trong gia đình và rất có hiệu quả. Thì đã quá hội viên bong lầu đẩy băng tròi hất lai mô hình vận cả, mô hình chai mắc phục mắc cam đường canh, hăn chăn đầy. Sẵn này, nhằng mì mô hình chai con hoàn tây đâm phần khẩu nai cũng đã đẩy khai óc khoảng rúng xạ. Tan rộng ra trồng rất là nhiều diện tích HA trong xã. Qua cái nguồn vốn hỗ trợ thế là các hộ thực hiện mô hình đến thời điểm này. Quá chèn bọn băng tròi khai khoảng đâm chai phấn thuyền dân đạm hì chèn. Vận cả thuyền chài hoan mì mô hình chai co mắc phục cũng thu đẩy, hốc thiếp thân chất thiếp triệu mân. Thuyền chài kim pi tàu cũng thu đẩy qua, nhì thiếp triệu mân. Sản hại khi mô hình đai cũng ông hòa lai ngân chèn hử cần dân. Qua một năm đầu tiên, gia đình thu được gần 20 triệu đồng trên một năm. Bằng việc băng tròi cần dân hát kinh, ao kết thỉnh co chay đây khẩu hát bẩn của cái khai ao chèn, từ lòng mọi mòn của cần dân xã Khánh Xuân đã vặn thêm đây. Ban làng mọi hô cần rú xã đã đầy sở lam liếp triệu mân mọi cần mọi pi. Này tăng xã ngắm nhằng nhì liếp ất luồn khó. Này chính là ăn cốc mắn táng le xã hát biọng xã khá bản mớ, trang pi long xiên nhì liếp ất này.